mọi người có thể nhìn thấy công suất ở đây. Ghi 3540W đây, công suất thực tế là 9,1, 9,2W đây nha mọi người nha. Rất nhẹ điện luôn. Rồi, ok, để mình bật cái thiết bị kia lên nhé, để mình đo. Mình tức là giữa cái thiết bị này và bóng đèn là cách nhau 2m nha mọi người nhé. Cái thiết bị này nó có mắc và min, tức là khi mình để mắc thì nó sẽ bắt cái cường độ ánh sáng cao nhất. Thì bây giờ mình sẽ test vào bảo cái bóng này nhé. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay, như mọi người nhìn thấy đây, thì hôm nay mình sở dĩ mình để đèn đây ấy, là hôm nay mình muốn giới thiệu tới mọi người những cái loại đèn L4X, L4 và L6 bên mình đang bán. Tóm lại nó là đèn trợ sáng bên mình đang bán. Hôm nay thì mình có chuẩn bị một thiết bị đo về công suất của đèn, tiếp theo nữa là một máy đo về cường độ ánh sáng của đèn tính bằng lắc nhá mọi người nhá. Thì sở dĩ mình làm cái video này ấy, thì thực ra bây giờ như anh em mà nếu mà search một kết quả tìm kiếm trên Google này, bạn camera quay sát đây cho mình này. Nếu mọi người tìm chữ đèn L4X ấy, mọi người sẽ thấy rất nhiều kết quả luôn, nó ra hàng trăm hàng nghìn kết quả luôn, rất nhiều, và giá cả nó cũng mỗi chỗ mỗi khác này, từ 60.000 này mọi người này, 60.100, tức là giá nó rất ảo luôn, 600, 800 đấy. Mà tất cả những bài viết đây nhá, đây để mình thử vào một cái bài nào đấy nhá, để cho mọi người thấy nó trực quan nhất. Rồi mình sẽ không quay cái đây, quay vào đèn này, mình sẽ không quay là bài viết này của ai như nào để cho khách quan nhất, không lại bảo cạnh tranh không lành mạnh mọi người kia. Đây mình sẽ cho mọi người mọi người đợi chút nha, mình họ có những cái chỉ số về đèn đấy rất giống nhau, ví dụ như là cường độ ánh sáng 60.000 cái gì đấy, công suất bao nhiêu watt. Thì hôm nay mình sẽ đo cho mọi người trực quan nhất đấy. Về mặt hôm nay là mình sẽ đo về mặt con số trước cho mọi người nhé, còn độ sáng thì mình sẽ test từng quả trên xe và trên những cung đường cụ thể luôn. Chứ hôm nay mình chỉ test về mặt con số này, công suất này và cường độ ánh sáng. Camera nhìn rõ đây nha, mình sẽ không quay tên shop là gì để tránh, để cho khách quan nhất mọi người nhé. Này L4X này, công suất thực tế là 3540W, nhiệt màu này, tiêu chuẩn chống nước IP này, chúng các tuổi thọ các thứ đây. Đấy, thời gian bảo hành nọ kia, công suất thực tế để chút mình sẽ đo cho mọi người xem công suất thực bao nhiêu nhé. Ok, thực ra những cái này ấy, thì đều là bài viết họ copy lẫn nhau thôi, chứ còn công suất thực tế như mình đã làm đèn rồi, mình đo rồi, thì công suất thực tế nó không tới cái mức mà như ở trên bài viết họ đăng đâu. Nó ảo lắm, bài viết nào thế, đèn 60.000, 100.000, 500.000, thậm chí đến 1 triệu mấy, 2 triệu là những cái loại đèn là nó zin đấy, thì công suất vẫn vậy mà bài viết như nhau hết. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ đo từng quả một, thì mình có chuẩn bị sẵn giấy bút ở đây. Còn giá cả từng sản phẩm thì mình sẽ để ở link nhé. Thì đến quả nào bao nhiêu tiền thì còn ở đây, bây giờ là mình sẽ không nhớ được hết là bóng nào bao nhiêu tiền, nhưng nó sẽ dao động từ 100.000 đến khoảng 1 triệu 1,2 triệu này, cho tất cả những cái bóng này nhé. Đợi chút là mình lấy cái phụ kiện cho mọi người. Tạm dừng video một chút này. Tạm dừng video rồi đúng không? Ok, xin lỗi mọi người chút nhá, nãy là mình quên cái chuẩn bị này. Thì mỗi một đèn này thì mình cố gắng gửi thêm cho mọi người cái phụ kiện ở đây. Phụ kiện này là trị giá là 50.000 nhá. Thì
ra là tính hết vào tiền đèn thôi chứ cũng không phải là tặng đâu. Nói tặng thì là không đúng. Đấy, và trên mạng thì họ cũng cứ ghi là tặng kèm nhưng thực ra là bán kèm cho mọi người. Thì gồm có một cái tai chữ L. Cái này CNC cũng khá đẹp, chất đẹp. Một cái len vàng để mọi người đi đường sương mù thứ phá xương. Một công tắc on off và một cái công tắc phát sinh này. Bộ phụ kiện này là 50.000 nha. Ví dụ đèn này 200 thì thành 250, ví dụ 100 thì thành 150, được chưa mọi người nhá. Thì còn cái giá đèn này hoặc là từng loại đèn đấy, thì sau khi anh em mình test được chưa, test về công suất, về cường độ ánh sáng rồi thì sẽ cái đèn nào bao nhiêu tiền thì mình sẽ ghi sau, được chưa. Còn tiếp theo một vấn đề nữa mình muốn nói với mọi người là, ví dụ như cái đèn này có chỗ nó ghi là chip T6 rồi HIV3 rồi XMLU2 nó kia, thì mình sẽ bỏ qua tất cả những cái vấn đề về chip, hiểu không mọi người không? Ví dụ như thế này, bây giờ cái chip thì là chip tốt, nhưng mà cái main đấy, cái main trong này, cái mạch trong này nó lại không phát huy được hết công suất, thì cái chip ấy nó chỉ mang tính hình thức thôi, các bạn hiểu không? Bây giờ nếu mà chip xịn mà main không đủ tải cho cái chip ấy thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Anh em mình thực tế nhất, kể cả cái này là HIV3 hay cái này là T6, nhưng quan trọng là cái cường độ ánh sáng ra bao nhiêu. Tức là chip xịn nhưng cường độ ánh sáng ra không thua thì không giải quyết vấn đề. Thì tôi bây giờ mình tiếp tục cái video này thì mình giới thiệu luôn mọi người. Bây giờ trước tiên quả đèn đầu tiên nhé. Ở đây mọi người sẽ gọi hết hai cái đèn đầu tiên này là hai cái L4 được chưa, còn sau này là L4 duy nhất. Không có gọi là fake 1 hay fake 2, cái đấy gọi thế nào nên thế thôi mọi người đó. Đây, trước tiên là mình test về cái công suất. Đây, khi mà đèn bật sáng mọi người có thể nhìn thấy công suất ở đây ghi 35-40W. Đây, công suất thực tế là 9,1-9,2W đây nha mọi người nhá. Rất nhẹ điện luôn. Rồi, ok, để mình bật cái thiết bị kia lên nhé, để mình đo. Mình tức là giữa cái thiết bị này và bóng đèn là cách nhau 2m nha mọi người nhé. Cái thiết bị này nó có mắc và min, tức là khi mình để mắc thì nó sẽ bắt cái cường độ ánh sáng cao nhất. Thì bây giờ mình sẽ test vào bằng cái bóng này nhé. Đây, mình sẽ test bóng này. Rồi, ok mọi người. Đây, bây giờ đây là xong một bóng đèn nhá. Bây giờ nó đang về 8,4W, tức là khi bóng đèn được thắp lên ấy, thì công suất nó sẽ giảm dần, được chưa? LED là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ dán hai cái chỉ số này vào. Cái kia là 2958 lux. 2958 và 8,5W đi. Đây, mình sẽ dán riêng vào cái đèn này để khi mình đăng bài lên cho mọi người biết, chứ không đèn trên đấy nào thì ghi là fake 1, fake 2, cho nên mọi người rất khó luôn. Công suất thì cái nào cũng ghi 35-40W. Đây, đến lúc mình sẽ đăng lên như này cho mọi người nó thực tế, nó trực quan nhất. Rồi, là mình đã test qua cho mọi người 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại đèn trợ sáng ở nhà mình về hai mặt thông số. Thứ nhất là công suất của đèn, thứ hai là cường độ ánh sáng của đèn. Đấy, thì mình sẽ có những bài viết cụ thể và chi tiết và có video trải nghiệm thực tế những bóng này trên đường nhé. Đây mới là chỉ là về mặt con số thôi, sẽ có video trực tiếp từng đèn một cho mọi người trên đường. Thì mong rằng là mọi người ủng hộ mình những video tiếp theo bằng cách là subscribe kênh của mình để đón nhận những video tiếp theo của mình. Mình hứa với mọi người là mình sẽ làm tất cả những clip về trải nghiệm thực tế của những bóng đèn ở trên đường, được chưa? Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.